Khi ấy người lành đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ chúng tôi thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc? Có khi nào chúng tôi thấy Chúa yếu đau, hay bị tù đầy mà chúng tôi đến viếng thăm Chúa đâu? Vua đáp lại: Quả thật ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Rồi người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: Hỡi phường bị trúc giữ, hãy lui khỏi mặt ta, mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa ta đói các ngươi không cho ăn, ta khát các ngươi không cho uống, ta là khách lạ các ngươi chẳng tiếp rước, ta mình trần các ngươi không cho đồ mặc, ta đau yếu và ở cùng các ngươi đâu có biến thăm ta. Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở cùng mà chúng tôi chẳng giúp đỡ Chúa đâu? Khi ấy người đáp lại: Ta bảo thật cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã không làm cho chính ta. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chỗ cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu. Đó là lời Chúa. Chúng ta đã trải qua một đoạn đường rất dài để chúng ta đến nơi mà chúng ta gọi là một trang để chúng ta kín thuốc thư của Thiên Chúa. Trong cuộc sống của chúng ta, chắc chắn chúng ta đã được nghe rất là nhiều bài chia sẻ, nhiều những suy niệm về nhiều những cảm nghĩ về một tình yêu của Đức Giêsu Kitô dành cho nhân loại chúng ta, và đặc biệt hơn nữa là chúng ta đã cảm nghiệm về một vị vua mà chúng ta đã nhận là của ma đã đứng bảo trợ cho chúng ta. Nhưng trong giờ phút ngắn ngủi này, con cũng muốn gửi lên một chút suy tư, có tính cách hơi triết học một chút xíu, để chúng ta gợi lại một cuộc hành trình của mỗi người chúng ta. Chỉ là một vài ý gợi lên để cho chúng ta suy ngẫm và có thể áp dụng vào trong đời sống của mình. Cuộc đời của con người chúng ta là một hành trình đến và đi, không có lần thứ hai. Vậy thì hành trình ấy chắc chắn phải có điểm khởi hành. Nếu như ai nói rằng tôi muốn đi đến nơi này, nơi kia, tôi muốn đi Vũng Tàu, tôi muốn đi
rằng là tôi muốn đi hành hương, tôi muốn đến địa điểm này địa điểm kia, nhưng chỉ muốn không mà thôi thì chưa thể đạt đến cái mục đích được, chưa thể đến nơi mà mình đến được. Nhưng điều đó mới đặt nền tảng cho một cái khát khao, một ước vọng để đến nơi ấy mà thôi. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải bước đi, và bước đầu tiên thì sẽ dẫn đến bước thứ hai. Khi chúng ta khởi hành là bắt đầu chúng ta bước vào một cuộc hành trình. Một cuộc hành trình ấy có thể chúng ta chưa biết như thế nào, nhưng cuộc hành trình ấy đã được khởi đầu bằng bước đi đầu tiên của chúng ta. Và bước đi ấy chắc chắn sẽ là bước đi quan trọng và quyết định để đi đến một bước kế tiếp và đi đến một điểm đến. Và chắc chắn khi bước một cuộc khởi đầu này, trên con đường đi sẽ xảy ra biết bao nhiêu những cái biến cố, những sự việc. Nhưng chúng ta bước đi trên con đường ấy và chúng ta đón nhận những biến cố xảy ra trong cuộc đời, thì chúng ta sẽ đến một điểm đích. Mọi vật đều biến đổi, chỉ có Thiên Chúa là bất biến mà thôi. Một triết gia Hy Lạp sống vào thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên đã nói một câu như thế này: không ai tắm hai lần trong một dòng sông. Và chắc chắn là điều đó. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đến đây nhiều lần, nhưng không phải lần nào giống nhau. Và chắc chắn ngày hôm nay chúng ta đến đây và chúng ta đi ra khỏi ngôi thánh đường này, chúng ta quay trở lại ngôi thánh đường này, ngồi tại chỗ mà chúng ta đang ngồi, cũng là lần thứ hai, và lần này chắc chắn khác với lần chúng ta đang ngồi lúc này. Bởi vì sự việc đã khác, bởi vì không gian đã khác, bởi vì thời gian đã khác. Cái thời gian ấy làm cho cái sự biến đổi của vật chất, của con người biến đổi đi từng giây từng phút. Vì thế chúng ta có thể nói rằng là mình đến đây lần thứ hai, thưa là không phải đâu, chúng ta mới đến lần thứ nhất mà thôi. Bởi vì lần này khác với thời gian của lần trước, bởi vì lần này khác với hoàn cảnh môi trường của lần trước, bởi vì lần này khác với những con người xung quanh của lần trước, bởi vì lần này khác với thời điểm, khác với cái hoàn cảnh của chúng ta như lần trước. Vậy thì chính lần này mới là lần đầu tiên. Vậy thì lần đầu tiên ấy chúng ta đã khởi hành và đã bắt đầu tiến bước. Không có lần nào giống lần nào cả. Đức Giêsu Ngài đã đến, Ngài đã đi, nhưng Ngài sẽ đến lần thứ hai. Bởi vì Ngài là Thiên Chúa, Ngài là bất biến, và Ngài chỉ có giây phút hiện tại mà thôi. Và chỉ có Ngài là vững bền, chứ không có Ngài thì chắc chắn không có điểm tựa nào vững chắc để cho chúng ta nương tựa. Con người và mọi tạo vật khác đều thay đổi từng giây từng phút, nhưng Thiên Chúa không thay đổi. Thiên Chúa vẫn còn đó, Thiên Chúa vẫn y nguyên như vậy, và Thiên Chúa trường tồn như thế. Cơ hội của chúng ta cũng chỉ có một mà thôi, để cho chúng ta thực hiện, để cho chúng ta hiện diện. Vậy thì mỗi người chúng ta đừng đánh mất một cơ hội nào. Cơ hội là điều tốt, chúng ta hãy sẵn sàng và quyết thực hiện ngay, để cho cơ hội ấy không vụt khỏi tầm tay của chúng ta. Chúng ta vẫn từng nghe nói, đừng để công việc hôm nay để ngày mai mới làm. Chắc chắn sẽ thay đổi, sẽ khác xa rất nhiều. Vậy thì chúng ta đừng để mất một cơ hội làm điều gì đó có ích cho Thiên Chúa, có ích cho chúng ta, có ích cho cá nhân. Đường đời của mỗi người chúng ta là một cuộc hành trình đến với Chúa Giêsu. Cuộc khởi hành của chúng ta, nếu chúng ta chỉ có đang ở nhà mà chúng ta nghĩ là mình phải đến với Chúa Giêsu, nhưng mình vẫn ngồi ở tại chỗ thì chắc chắn sẽ không bao giờ đến được. Dù ngôn người ông chủ giao tài sản cho các đầy tớ để đi xa nhận vương quyền, nhưng chúng ta thấy rằng
chính Chúa Giêsu đã vận dụng một vị vua đã đến Roma, đó chính là ông Achelon, đến để mà nhận vương quyền và trở về cai trị dân thành Jerusalem. Nhưng một số người dân thành Jerusalem đã không chấp nhận, bởi thế họ đã muốn loại trừ ông này và họ đã loại trừ ông ấy đi. Và khi ông mới trở về để cai trị họ, ông đã dùng quyền của mình để loại trừ, để phản những người đã chống đối ông, bằng cách là những người đó đã chôn giấu kho tàng, đã chôn giấu gia tài của ông vua này, chôn giấu đi, tức là không đón nhận tình yêu của ông vua, không đón nhận sự tin tưởng của ông vua để thi hành những điều mà ông vua truyền dạy, đó chính là làm cho kho tàng của ông vua ấy sinh hoa kết quả và sinh nhiều lợi lộc khác. Mỗi người chúng ta cũng được Chúa tìm chọn để cai trị những gia tài của Đức Vua. Cái trị ấy đó chính là con người của chúng ta, đó chính là hoàn cảnh, đó chính là cuộc sống, đó chính là gia đình của mình. Nếu như lúc nào đó vị vua quay trở lại để đòi chúng ta tính sổ, liệu rằng chúng ta có đến trình diện với ngài: thưa vua, tôi đã làm lời ban 10 nén bạc này. Thưa vua, tôi đã làm lời ban 5 nén bạc này. Để vua sẽ chấp nhận và sẽ ban cho chúng ta những phần thưởng khác, đó là sự cai trị khác. Áp dụng vào cuộc sống của mỗi người chúng ta và đời sống của người gia trưởng. Người gia trưởng xem như là vua trong gia đình của mình. Vậy thế nào là vị vua đúng nghĩa chất? Chúng ta nhận Đức Giêsu là vua của mình và chắc chắn chúng ta đã đọc theo khuôn sống của ngài. Nhưng khuôn sống ấy chúng ta có thực sự đưa vào trong đời sống của mình hay chưa? Đối với vợ, đối với con, họ tìm đến người chồng, người cha để nương tựa. Nhưng chúng ta là người chồng, người cha trong gia đình, chúng ta thực sự là điểm tựa để cho những người vợ, người con của mình đến nương tựa hay không? Hay chúng ta không tìm thấy được một điểm tựa nào chắc chắn để chính chúng ta có một chỗ dựa, để chính chúng ta trở nên một chỗ dựa và làm cho người vợ, người con của mình dựa vào đó để an vui trong cuộc sống hàng ngày? Chúng ta có mặt ở trong gia đình có thể như sắt không mòn, chúng ta hướng về chuyện này chuyện khác, hướng về việc này việc kia, hướng về người nọ, để chúng ta không để không trở thành một điểm tựa, một nơi nương tựa cho vợ cho con. Vậy thì đức tính của vị vua là gì? Đó là tình yêu, một tình yêu vô bị lực, một tình yêu dấn thân, một tình yêu tận hiến cho gia đình. Như trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, một vị vua đồng hóa với những người nghèo khổ, với những người cô thế cô thân, với những người không nơi nương tựa, với những người đói khát, với những người tù đầy. Chúng ta đồng hóa mình trở thành người vợ, trở thành người con, đóng vai người vợ, người con để hiểu người vợ, người con, để đáp ứng những yêu cầu, những đòi hỏi, những khát vọng của người vợ, người con trong gia đình mình hay không? Chắc chắn khi chúng ta đáp lại lời mời gọi của Đức Giêsu là chúng ta được hưởng hạnh phúc nước trời. Ngược lại, chúng ta không đón nhận người vợ, người con với con người của người vợ, người con thì vào ngày sau hết, Chúa Giêsu vua ngài sẽ phân xử chúng ta, ngài sẽ loại chúng ta ra khỏi vương quốc của ngài. Gia trưởng, hãy đi tìm vua Giêsu. Ba vị đạo sĩ, hay chúng ta còn gọi là ba vị vua, đã đăng trình tìm vua mới sinh. Các ông đã bỏ quê hương của mình, đã bỏ nơi mình ở để đi một chặng đường mà mình chưa biết đó là nơi đâu. Nhưng các ông đã lên đường để đi tìm, để đi dò hỏi xem coi vị vua mới sinh hạ ở đâu. Vậy thì chính những người gia trưởng chúng ta đây, chúng
chúng ta đã bỏ quê hương của mình, đã bỏ nơi chốn của mình, đã bỏ hoàn cảnh, bỏ công việc của mình, bỏ tất cả để chúng ta đến nơi đây để tìm một vị vua, vua đó là Chúa Giêsu. Vừa nãy nhiều người trong chúng ta, có thể là hầu hết chúng ta, đã đến chân tượng đài Giêsu Kitô vua. Có những người đã đi vào lòng Đức Giêsu Kitô vua để đến với Ngài, có thể nói để đến chạm vào đầu của Ngài, chạm vào trái tim của Ngài, chạm vào tay của Ngài để có thể cảm nhận lấy tình yêu hiện diện với chúng ta. Chúng ta cùng với các vị vua ngày xưa đã tâm trần đi tìm Chúa Giêsu, cùng với các mục đồng đã đến gặp Chúa Giêsu. Và khi cuộc gặp gỡ ấy đạt được kết quả, thì cuộc đời của những đạo sĩ, một cuộc đời của các mục đồng thay đổi để trở nên một con người loan báo tin vui, loan báo tin mừng bình an cho toàn thế giới. Chắc chắn khi loan báo như vậy, cuộc đời của họ sẽ thay đổi, cuộc đời của họ thay đổi để làm chứng cho vị vua mới sinh ra. Vậy thì mỗi người giai trưởng nhận Giêsu làm vua, là bổn mạng của mình, để lần nào chúng ta lên đường thực sự để đi tìm Chúa trường. Chúng ta tìm như thế nào? Chúng ta tìm Chúa ở nơi đâu? Hãy đi và dẫn người khác đến để gặp Đức Giêsu Kitô vua. Đó là chúng ta chứ còn một phần, đừng để mất một cơ hội gặp vua cho công việc và những nơi mà chúng ta hiện diện, những người mà chúng ta tiếp xúc. Vậy thì gói còn này, chúng ta hãy tìm gặp Chúa Giêsu ở trong chính cuộc đời của mình, để Chúa Giêsu làm chủ cuộc đời của chúng ta, để chính chúng ta sẽ gặp theo cuộc sống của Chúa Giêsu mà làm cho gia đình của mình trở thành một mái ấm yêu thương, trở thành một nơi đón nhận vua tình yêu, Chúa Giêsu hiện diện trong gia đình của mình. Chúng ta hãy làm công việc mà Chúa Giêsu đã thực hiện qua những lời đòi hỏi trong tin mừng, qua giáo huấn của Đức Giêsu, qua giáo huấn của giáo hội, qua những bài suy niệm chúng ta nghe để chúng ta áp dụng trong cuộc đời của mình. Nguyện xin Chúa đặc biệt, xin Chúa Giêsu Kitô vua qua lời truyền cầu của Trinh Nữ Maria, xin đón nhận khao khát của mỗi người chúng ta tìm gặp Chúa Giêsu, và xin Chúa Giêsu làm vua chúng ta, làm vua cõi lòng của chúng ta. Bây giờ phút này chúng ta cùng đứng lên để chúng ta tiến sự tự tìm.